Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, dự báo trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu. Nhiệt độ tại các tỉnh vùng núi như Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai hay là Lai Châu sẽ tăng lên mức từ 14 đến 15 độ. Vùng trung du và đồng bằng nhiệt độ tăng lên mức từ 17 đến 19 độ, trời không còn quá rát nữa. Tuy nhiên, tình trạng sương mù vẫn còn xuất hiện về đêm và sáng sớm. Sang đến ngày mai, miền Bắc trời giảm mây chuyển nắng về trưa chiều, nền nhiệt tăng lên cao nhất trong 3 ngày tới tại các tỉnh thành phố thuộc khu vực phía đông Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, sẽ dao động trong khoảng từ 23 đến 25 độ. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao hơn ở mức từ 24 đến 26 độ. Sau đó về chiều, về tối, khối không khí lạnh được tăng cường, tuy nhiên cường độ không mạnh và lệch về phía Đông, nên tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ giảm sâu, tình trạng rét mạnh, rét đậm về đêm và sáng sớm. Lưu xuống ở miền Trung, dự báo trong đêm nay và ngày mai, dọc vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Trị trở vào cho đến Quảng Ngãi vẫn còn có nơi có mưa và nơi rải rác với lượng mưa dưới 5 mm. Còn trong ngày hôm nay cũng như ngày mai, ở miền Trung sẽ có nắng nhiều trở lại với khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Buổi sáng trời nhiều mây nhưng đến trưa chiều trời chuyển nắng với nhiệt độ trưa chiều sẽ tăng lên ngưỡng từ 23 đến 25 độ. Còn ở các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận có nắng sớm hơn nên nhiệt độ cao hơn với mức nhiệt từ 27 đến 30 độ. Lưu xuống phía Nam, thời tiết tại Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay cho đến 3 ngày tới trên cả hai khu vực vẫn tiếp tục có nắng với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai tại Tây Nguyên sẽ tăng lên mức từ 26 đến 29 độ, còn tại Nam Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 31 đến 32 độ. Đến chiều tối có thể xuất hiện mưa nhẹ rải rác vài nơi với lượng không đáng kể. Về đêm trời rét ở vùng cao Tây Nguyên khi nhiệt độ thấp nhất chỉ còn từ 17 đến 20 độ. Còn Nam Bộ trời se lạnh ở khu vực miền Đông với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Chuyển sang thời tiết biển. Không khí lạnh suy yếu, dự báo từ đêm nay đến ngày mai do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường yếu lệch đông xuống phía Nam nên khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 3 mét. Trong khi đó, vùng biển các huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh nên bà con cần hết sức đề phòng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.